Xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2024, người tuổi 2002. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 thuộc mệnh Mộc, Dương Liễu Mộc. Giải nghĩa nạp âm này tức là loại cây thân nước, có lá mềm và mỏng, toát lên sự nhẹ nhàng, mỏng manh. Theo học thuyết ngũ hành, mệnh Mộc của tuổi tương sinh với mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn, Mộc sinh Hỏa. Thiên can Nhâm tương sinh với can Giáp, địa chi Ngọ bình hòa với Thìn. Tổng quan tử vi năm 2024 của tuổi Nhâm Ngọ được đánh giá là rất thuận lợi. Ở độ tuổi 23, đây là giai đoạn tuổi Nhâm Ngọ đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền móng sự nghiệp. Tuổi trẻ mang tới nhiều ước mơ, khát vọng cho bản mệnh. Hãy dám nghĩ dám làm, kiên trì không bỏ cuộc, tinh thần cầu tiến ham học hỏi thì nhất định sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Bình giải nam giới Nhâm Ngọ năm 2024. Nam mạng tuổi Nhâm Ngọ năm 2024 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu, đây là các tinh chủ về những điều may mắn trong cuộc sống, làm ăn được nhiều tài lộc, buôn may bán đắt. Tuy vậy, hạn toán tận chủ về hao tổn tiền bạc, tài sản. Vận hạn nhắc nhở bản mệnh năm này làm gì cũng thận trọng, đặc biệt là các quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu tham gia đầu tư thì phải có kiến thức chuyên môn, sự hiểu biết về lĩnh vực. Năm này nam Nhâm Ngọ có nhiều cơ hội tốt để học tập, gia tăng kiến thức. Khi bản mệnh đã sẵn sàng, luôn đề cao tinh thần học hỏi thì sẽ gặp được thầy hiền giúp đỡ. Chỉ cần giữ thái độ khiêm tốn, hạn chế thể hiện cái tôi quá cao thì sẽ dung nạp được nhiều điều bổ ích. Bình giải nữ giới Nhâm Ngọ năm 2024. Nữ mạng tuổi Nhâm Ngọ năm 2024 gặp sao Thủ Tú, hạn Huỳnh Tuyền. Vận hạn năm này chủ về chuyện thị phi gây ảnh hưởng đến tinh thần, tâm trạng. Vì vậy bản mệnh nên suy nghĩ tích cực, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh bàn tán chuyện của người khác. Trong công việc, nữ Nhâm Ngọ nếu khiêm tốn, chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì sẽ học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Khi làm việc đội nhóm cần lắng nghe nhiều hơn, hạn chế thể hiện cái tôi của mình thì sẽ tránh được những thị phi. Đối với người đang độc thân thì khoảng thời gian tới có thể gặp được mối lương duyên tốt. Chỉ cần bản mệnh thật thà, bao dung thì sẽ gặp được đúng người, đúng thời điểm. Với những ai đã lập gia đình thì năm này sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn.